Chiếc đó đời mấy vậy? Đời cuối 2017 luôn. Cuối 2017 hả? Vô coi cho sơ lên. Mới là chủ luôn. Cho nó chịu không? Ở Ninh Kiều luôn. Dạ, Ninh Kiều luôn hả? Nhớ mấy bữa trước chạy nghe em thấy có chiếc màu xám mà. Bán rồi. Bán rồi hả? Đợi con nữa xe đặt cả, chú mua. Dạ. Cái này nó mấy ngàn rồi anh? Chụp có gần mấy rồi, chưa tới 2 ngàn. Chụp tấm hình coi. Một tài chủ đường xuống dưới tài tình. Biển Ninh Kiều luôn, sang tên dễ dàng luôn không? Chụp 50 hả anh? Hồi 50 chạy. Ba cái là vụ đây chú chế lớn thế chứ bà sẵn đây luôn cái đó. Dạ. Cầm hồ sơ coi bãi lên đỏ rồi ra ta. Màu này. Chụp hồng chứ. Lít Thái 2017. Lít máy bền. Dạ. Thái. Dạ. Bao sang tên luôn á anh. Bán người ta lo sẵn hết trơn, mình qua mình nộp hồ sơ. Ra giấy luôn vậy thôi hả? Qua mình nộp hồ sơ rồi tự ra giấy thôi. Dòng này thì chè không mà ha. Thì chè không. Lít cái chè không. Kiếm kia vậy. Quá nhưng mà đời 2018 chín mới có họ bắp hay. Dạ 50 ha. Còn thương lượng gì không anh? Không, không thế là hết thương lượng. Phải thương lượng bóp dài cái ngàn nha. Dạ. Bao thế luôn. Là có nghĩa bao thế là anh đi đóng anh ra biển cho luôn đó hả? Đây ta chơi chứng giấy của mình thì thuế ta đóng nè, công chứng nè. Dạ. Thuế chức bạ nên mình ta đóng luôn nè. Dạ. Ta làm hồ sơ ta khai đăng ký sẵn hết trơn. Mình chỉ cần cầm cái hồ sơ qua bánh mình nọ ta ra tên mình. Dạ. Là mình đi sang tên thì không còn tốn tiền thuế gì nữa. Thấy không? Dạ. Chụp luôn. Tất nhiên giống như bao sang tên. Nhưng mà có cái gì khó xác hồ sơ qua bánh. Dạ. Cũng đủ đi nữa rồi. Chân. Này nó xước nhẹ một chút đây hả? Hả? Nó xước nhẹ đây một chút mà. Ừ. Nó không sơn luôn, nguyên thủy luôn. Nguyên thủy luôn. Mâm này ghiên luôn. Mâm ghiên. Đồ thái rồi. 1.000. Chưa tới 2.000 cây. Chưa tới 2.000 cây, 1.700 chục. Hàng còn đồ Thái nào giờ xài từ hết cắt cho tới lát Thái mà xài không bị phải đời này là cuối 2017 là hết đời nữa. Xe mới này nó 70 triệu. Dạ 125. Mẫu này nó đẹp hơn mẫu sau này. Mẫu sau nó cái đuôi mới, nó xấu cái, cái đuôi nó có hai đèn xi nhan á. Dạ. Nó cờ đưa rồi mẫu trước nó mắc chủ là sang tên có sẵn luôn ha. Sẵn hết trơn, đây ta làm giấy sẵn cho mình. Chi phí là công chứng rồi đây là ta lo hết cho mình rồi, ta bao rồi. Bao rồi. Ừ, khỏi lo. Rồi. Cái này mình là số mấy ta? 48 về tháng. Để có gì nghe có gà đóng ký nữa. Dạ. Để cứ tính đi. Bạn nào được cầm giấy chứng minh ra đây làm giấy. Dù số mình đây thì số điện thoại có cạc không, có gì không có cạc, lấy số cũng được. 0918 254 254. Rồi 687 rồi.